chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Tự hào Việt Nam, Ngô Hoàng Phi Việt đăng quang Mr. National Universe 2022. Đại diện đến từ Việt Nam là Ngô Hoàng Phi Việt đã gây bất ngờ khi đăng quang Mr. National Universe 2022. Cách đây ít phút trước, cuộc thi Mr. National Universe 2022 đã đi đến những giây phút quan trọng nhất. Sau tất cả, những cố gắng cũng như nỗ lực không ngừng của mình, Ngô Hoàng Phi Việt, đại diện Việt Nam đã chính thức đăng quang và trở thành niềm tự hào cho fan sắc đẹp trong nước. Thành tích này của anh ngay sau đó cũng đã gây bão trên khắp các trang mạng xã hội. Trong suốt quá trình thi đấu cùng các đại diện đến từ nhiều nước khác nhau, Ngô Hoàng Phi Việt đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ fan sắc đẹp quốc tế. Bởi lẽ, anh chàng sở hữu ngoại hình vô cùng nổi bật, với visual điển trai hết nấc, body cũng được xếp vào top đầu. Hơn nữa, phong thái trình diễn đầy tự tin của Ngô Hoàng Phi Việt cũng là thứ khiến anh ghi điểm trong mắt ban giám khảo. Ngô Hoàng Phi Việt bất ngờ đăng quang Nam Vương Hoàng Vũ. Trước đó, Ngô Hoàng Phi Việt từng tốt nghiệp trường Đại học Văn Lang, quan hệ công chúng. Được biết, công việc chính của anh là chuyên viên tư vấn đầu tư tài chính. Ngoài thời gian làm việc văn phòng, chàng trai 9X còn theo đuổi lĩnh vực giải trí với vai trò người mẫu thời trang, vũ công. Trước khi được cử đi tranh tài tại Mr. National Universe 2022, Ngô Hoàng Phi Việt từng giành được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ như quán quân PT Star 2020, Á quân 2 Việt Nam Fitness Model 2021. Như vậy, nhan sắc Việt Nam lại một lần nữa được ghi danh trên sàn đấu quốc tế. Trước đó, anh cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ mọi người. Ngô Hoàng Phi Việt sở hữu ngoại hình cực kỳ ấn tượng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.